được phép chọn những chậu hoa còn tươi để đem về nhà sau khi kết thúc hội hoa xuân. Nhiều người dân Sài Gòn đã tranh thủ đến để chọn cho mình những chậu hoa đẹp. Sau 12 ngày mở cửa đón khách tham quan, vào đêm 10 tháng 2, Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 lần thứ 39 chính thức khép lại. Trong sáng ngày 11 tháng 2, các gian hàng bắt đầu dọn dẹp để trả lại mặt bằng cho công viên Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên ngoài cổng, hàng chục nhân viên vệ sinh cũng tiến hành dọn dẹp các chậu hoa tươi. Nhiều chậu hoa vẫn còn tươi bị đổ bỏ, vì vậy người dân xung quanh đã đến xin những chậu hoa còn nguyên vẹn để đem về nhà. Được sự cho phép của bảo vệ hội hoa, nhiều người dân đã đến chọn những chậu hoa tươi được trang trí ngay cổng vào hội hoa trên đường Trương Định. Được lấy hoa miễn phí nên người dân được tha hồ lựa chọn chậu hoa mà mình thích. Những chậu hoa vẫn còn nguyên vẹn và tươi vẫn có thể đem về nhà trưng thêm vài ngày nữa. Nhiều người đi đường cũng tấp xe vào để chọn những chậu hoa tươi bị bỏ đi. Một chiếc xe chở đầy những chậu hoa. Cô Hạch bảo những chậu hoa này đem về chịu khó chăm sóc tưới nước thì cũng tươi được lâu đấy. Người đàn ông tranh thủ chọn những chậu hoa từ trong đám hoa bỏ đi. Các nhân viên vệ sinh phân loại những chậu hoa còn nguyên vẹn để tái sử dụng. Những chậu hoa đã hư hỏng được tập kết để chở đến bãi rác. Phía bên trong, các nhân viên vệ sinh cũng bắt đầu thu dọn gian hàng tham gia hội hoa. Được biết hội hoa xuân năm nay thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan. Được nhận những chậu hoa miễn phí, ai nấy cũng rất vui vẻ. Những chậu hoa còn đẹp thế này mà bỏ đi thì uổng lắm, cô Thu chia sẻ.